Xin chào quý vị trở lại chương trình trực diện TV. Tiếp tục về cái vụ việc ở Đắk Lắk thì chúng ta thấy rằng trong hơn 10 ngày qua, mọi cái việc cố gắng, kể cả các cấp chính quyền của Việt Nam ở địa phương mà còn có sự tham gia và sự chỉ đạo rất là sát sao của Bộ Công an của Việt Nam và phối hợp với các cái cơ quan ban ngành gọi là hữu quan để mà tiến hành làm rõ cũng như là truy quét những cái ổ nhóm, những cái cá nhân và người ta làm rõ là cái động cơ mục đích của cái việc mà có một cái nhóm người rất là manh động, rất là coi như là dã man và thực hiện các cái tội phạm và để lại những cái hiện trường mà chúng ta đã thấy rằng hai cái trụ sở của Ủy ban Nhân dân của xã đã phải cháy rồi thiêu rụi hàng loạt những cái tài sản, trong đó có những cái giấy tờ lưu trữ của những người dân ở hai cái xã này. Thì cái vụ việc đó có thể nói rằng được sự tham theo dõi và được cái sự mà quan tâm rất là lớn, không chỉ là lãnh đạo của ở Việt Nam mà ngay cả người dân ở Việt Nam trong và ngoài nước đều rất là theo dõi cái vụ việc này. Và mọi thông tin mà chúng tôi bám sát theo đó thì có khi mình nói rồi thì nó lại lỗi thời, có khi mình nói mà nó không theo kịp. Bởi vì thông tin liên tục được cập nhật và người ta được cập nhật bởi cơ quan chính thống của chính quyền, cụ thể như là người phát ngôn của Bộ Công an của Việt Nam. Thì những người mà chống cộng ở hải ngoại thì họ cứ luôn luôn nói rằng cái vụ việc này bị bưng bít thông tin, vụ việc này không cho báo giới, không trả lời báo giới, không họp báo hoặc là không cử những báo chí phóng viên đến tận nơi để mà làm chuyện này chuyện kia. Nhưng mà thật ra thì chúng tôi hiện giờ đang ở trong Việt Nam thì thấy cái vụ việc này có thể nói rằng nó quá no những cái thông tin, thậm chí là thông tin quá nhiều. Và thông tin đó thì bây giờ người ta còn đặt ra các vấn đề, nhất là các vị luật sư. Vừa rồi thì chúng tôi có tiếp xúc một vài các vị luật sư thì họ nói rằng có lẽ rằng chính quyền phải hạn chế thông tin lại. Bởi vì nhiều khi thì những cái lời khai ban đầu, nhiều khi thì chính quyền hay là cơ quan báo chí người ta cũng muốn khai thác để mà làm rõ là những cái lời khai ban đầu, những cái nhân thân của cá nhân này cá nhân kia để mà muốn nói rằng họ vì bị để mà cho người ta hiểu hơn cái toàn cục, những khi bị lôi kéo, bị rủ rê, bị xúi giục, bị mua chuộc hay là họ bị làm áp lực chẳng hạn. Rồi ngay cả cái việc mà một số những cái người là nhân chứng, một số những người trở thành là những người trở thành một cái con tin, sau đó thì bị bắt và người ta đã thoát ly, thoát chạy khỏi như thế nào. Báo chí tường thuật rất là nhiều, có quá nhiều các cái lời mà họ trình bày, có quá nhiều các nhân chứng. Thì nhiều cái luật sư nói rằng không nên làm như vậy. Có những người mà hiểu luật thì nói là thôi hạn chế bớt thông tin những cái lời khai của họ, hay là những cái lời trình bày, hay là nhiều cái ý kiến này, ý kiến kia. Có khi là cơ quan chức năng cứ tiến hành mà làm, sau đó thì có một cái phiên tòa. Và khi ra tới phiên tòa thì chúng ta công khai thôi. Thật ra thì nước nào cũng vậy thôi, chứ không cần thiết phải mà tung ra nhiều quá những cái thông tin như vậy. Thì điều này nó hoàn toàn nó ngược lại với những kẻ mà họ chống đối. Thí dụ như vừa rồi có những cái kênh YouTube, những cái đài báo Việt ngữ hải ngoại cứ ra rã nói thế này thế khác, nhưng mà cuối cùng thì bây giờ sao? Họ thì hoàn toàn bị thất thế. Họ là nghĩ rằng họ mới là có những cái thông tin khi mà họ nói ngược lại như vậy. Ngược lại những cái thông tin chính thống trong Việt Nam thì có lẽ là được thu hút, rồi được nhiều người họ hiếu kỳ, họ theo đuổi. Nhưng mà thật ra thì những thông tin họ là những cái thông tin lạc lõng, những cái thông tin nó bơi ngược và những thông tin mang tính chất bịa đặt, những cái thông tin nó không phù hợp và nó không phản ánh đúng cái thực tế. Chúng ta đã thấy rằng là cái sự việc đến ngày hôm nay thì nó rất là nghiêm trọng. Thì cái thông tin mà chúng tôi đọc được thì được biết là đã bắt lên tới 474 người. Có thể là con số này nó đã có thể là đổi thành là lỗi thời nữa. Và thực tế thì người ta tạm gọi là người ta có tiếp xúc đó, hay nó đúng thời là cơ quan chức năng có tiếp xúc cũng như là có mời lên để làm việc lên tới 100 mấy chứ không phải là 74 đâu. Nhưng mà người ta tạm giữ là cái số lượng đó, tức là tạm bị bắt là những cái số lượng đó. Tuy nhiên thì trong 100, ít nhất là 110 người, 109 người đã được mời lên để mà làm việc. Thì rất có thể là người ta cũng nằm ở trong cái diện, ví dụ như những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hay là những người bị tình nghi, có khi thì người ta cũng phải cần có những cái sự mà gọi là hợp tác với nhau để mà điều tra làm rõ hơn về cái vai trò, về cái
hoạt động cũng như là cái vị trí của mỗi người. Thì trở lại cái vụ việc này, có thể nói rằng đến ngày hôm nay thì những cái nhóm mà gọi là cực đoan chống cộng, hay là những cái nhóm mà gọi là những cái YouTuber, hay là những cái đài báo Việt ngữ mà chuyên môn chờ trực để mà xỉa xối các vấn đề của Việt Nam, hoặc là họ nghĩ rằng những cái vấn đề nóng ở trong Việt Nam kích động lên để mà họ có cái cớ để mà gây quỹ quyên tiền để mà trục lợi đó, thì trong mấy ngày vừa qua, khi mà hàng loạt những cái thông tin ở trong nước bung lên ào ào và tung ra cho thấy rằng chính quyền của Việt Nam đã bắt giữ hàng loạt những cái người, thì họ cảm thấy rằng hết sức là hụt hẫng. Có thể là đây là một cái điều mà họ cảm thấy rất là ngỡ ngàng. Nhiều người ở hải ngoại cũng đã gửi cho chúng tôi những email và cũng có thể là nhắn với chúng tôi nói rằng là họ hoàn toàn không nghĩ rằng cái chính quyền của Việt Nam lại có thể xử lý cái vấn đề mà họ cho rằng là khủng hoảng, một cái vấn đề mà gọi là một sự kiện nóng, một vấn đề sắc tộc mà nó giải quyết trong một thời gian rất là nhanh. Trong vòng chỉ có hơn 10 ngày thôi, có 10 ngày, 11 ngày mà người ta đã giải quyết gần như là xong cái sự việc ở cái địa phương nó gần như đã bình thường. Mọi cái sinh hoạt, mọi cái cuộc sống, mọi cái việc buôn bán, việc làm ăn, việc đi lại của người dân đã bình thường. Mặc dù là trước đó khi mà xảy ra cái sự việc ngày 11 tháng 6 năm 2023, thì chính quyền của địa phương cũng đã kêu gọi là người dân không có nên đi ra ngoài, nói chung là ở đâu là nên ở đó, và nếu mà không cần thiết thì, bởi vì trong cái lúc mà những kẻ trốn chạy nó lại có vũ khí và nó có hung khí và nó rất là sắc máu, và người ta cần phải có những cái việc cách ly, có cần phải có những cái việc mà đảm bảo sinh mạng của những người dân thường. Thì chính vì vậy cho nên là cái việc mà truy quét, cái việc mà truy đuổi tội phạm và cái việc mà bắt giữ những cái tội phạm là những cái nhóm người mà chống phá, những cái người mà quấy rối trật tự an ninh rất là nghiêm trọng ở Đắk Lắk đã rất là nhanh chóng để mà bị bắt giữ. Và cái việc bắt giữ này đó, nó thể hiện rằng không có rầm rộ, không có những xe tăng đại bác hay là pháo, hay là ngay cả máy bay gì. Có những người thì vừa qua họ cũng đã rất là hô hào, họ nói tầm bậy tầm bạ, họ viết những cái dòng chia sẻ sai sự thật và đã bị xử lý rất là nhiều. Trong khi đó thì thực tế là phía bên an ninh của Việt Nam, công an của Việt Nam, họ làm có cái vẻ như mềm mỏng và kết hợp với cái người dân, kết hợp với địa phương thực hiện vấn đề mà chính trị và để mà đấu tranh, cuối cùng thì cũng bắt được những cái người tình nghi tội phạm, và rất có thể là thời gian tới người ta sẽ tiếp tục mở rộng các cái việc điều tra để mà bắt giữ thêm, để mà truy quét và đồng thời giải quyết tận gốc các cái vấn đề. Thì liên quan cái vụ việc này, có thể nói rằng cái nhóm mà họ thất vọng nhiều nhất là cái nhóm dân chủ cùi, cái nhóm chống cộng cùi ở hải ngoại. Những cái đài YouTube ở hải ngoại cứ nghĩ rằng đây là một cái món mồi ngon, và mấy ngày vừa rồi thì họ ra rã, họ dựng chuyện, họ làm đủ thứ, họ thiêu dệt và họ kích động, kích hoạt, họ coi như là làm cho những người dân trong nước giống như đây là sự việc lại vận nước đã đến rồi, kêu mọi người là phải thế này thế khác. Nhưng mà cuối cùng thì họ đã bị ngăn chặn, họ đã bị coi như là bị tẩy chay. Có những cái kênh YouTube đó thậm chí là đã từng đi về Việt Nam nhưng mà cũng mon men, cũng lý giải lớn họng, múa tay múa chân để mà lý giải cái sự việc này theo cái chiều hướng nó hoàn toàn có mục đích, hoàn toàn để mà cổ xí y hệt, để mà đi theo những cái đường hướng giống như những cái đảng phái chính trị mà chống cộng. Cuối cùng thì họ bị chặn những cái video clip đó ở trong Việt Nam và không có cho mà những cái việc mà những cái tiếng nói đó đang phát tán ở trong Việt Nam. Thì những cái điều đó là chúng tôi cảm thấy rất là phù hợp, và cách xử lý đó là nó thể hiện một cái quan điểm để mà người ta hiểu được rằng là trong cái lúc mà cái sự việc đó nó chưa có ngã ngũ và đây là một vấn đề chính trị nóng, mà để cho cái bọn này mà nó ra rã, nó nói lung tung sàng ngầu để mà nó pháo kích thẳng vào trong Việt Nam. Cái việc mà họ pháo bằng đạn hay bằng súng thì nó cũng đã rất là nguy hiểm, có thể là gây ra chết người rồi. Còn pháo bằng những cái thông tin đó, nó lại còn nó có những cái nguy hiểm nó kinh khủng hơn nữa. Thì vừa rồi, trong hơn một chục ngày vừa qua, chúng ta thấy là đã có hàng trăm người đã bị xử lý về những cái việc phát ngôn hay là tung tin đồn thất thiệt, hoặc là nhận định những cái vấn đề nó không dựa trên một cái căn cứ nào, không dựa trên một cái cơ sở thực tế và xuyên tạc về vấn đề Đắk Lắk.
một vấn đề, một cái điểm nóng, vấn đề mà an ninh, có thể an ninh của quốc gia, an ninh an toàn với cái môi trường sống, cái môi trường sinh hoạt, cái môi trường đầu tư, cũng như là cái cuộc sống, cái vấn đề mà đoàn kết nữa, gắn kết, đoàn kết, thống nhất của cái dân tộc. Và những cái điều này nó rất là quan trọng. Và mọi cái sự tuyên truyền, mọi cái sự xuyên tạc, mọi cái sự đánh phá đó, nó nhắm ở trên mạng, nó sử dụng cái mạng xã hội, sử dụng những cái kênh YouTube và sử dụng những cái trang Facebook, hay là nhiều cái cá nhân hay là những cái đoàn thể, họ nhân danh cái này, nhân danh cái kia và thực hiện hàng loạt những cái chiêu trò. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà ở Việt Nam xử lý những cái YouTuber hay là xử lý những cái người mà Facebooker khi mà họ có những cái phát ngôn không đúng, hay là họ sử dụng cái mạng xã hội để mà tuyên truyền tầm bậy tầm bạ, phát biểu tầm bậy tầm bạ về cái vấn đề của Đắk Lắk, thì cái điều đó là đúng. Ai cũng cảm thấy rằng là nó phù hợp. Nếu mà không phù hợp thì người ta la làng rồi. Không phù hợp thì người ta đã chống đối hay là người ta đã khiếu nại rồi. Bởi vì trong Việt Nam có cái luật an ninh mạng, có cái luật về quản lý cái Internet, quản lý cái truyền thông mạng. Do đó thì có cả quy tắc về xử sự nữa. Thì hàng loạt những cái điều đó thì người mà tham gia vào mạng xã hội phải chịu trách nhiệm và phải cẩn ngôn cẩn trọng và phải tự điều chỉnh cái hành vi của mình để nó phù hợp, phải theo những quy tắc xử sự chung của một xã hội, nó mới tạo ra một cái guồng máy và nó vận hành cái xã hội theo một cái trật tự, chứ không thể mà để tự bươn được. Và vừa rồi thì chính quyền của các cái địa phương đã xử lý những cái điều đó. Thì chúng ta thấy rằng cái vụ việc của Đắk Lắk là cái vụ việc rất là nghiêm trọng, bởi vì theo lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam là ông Tô Lâm, thì ông Tô Lâm nói rằng cái vấn đề ở Đắk Lắk không thể xem thường. Và qua cái vấn đề của Đắk Lắk cũng nổi cộm là nhiều cái việc mà theo như ông Tô Lâm nói là tới đây có lẽ rằng ở phía bên công an của Việt Nam cũng cần phải có những sự bổ sung biên chế thêm cho các cái cán bộ công an ở địa phương, thí dụ như là về cái trật tự, về vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về an ninh đó cũng có thể là phải bổ sung thêm một cái nhân viên, hay nó đúng hơn là một công an viên an ninh mà chuyên trách, hoặc là thậm chí là có thêm một cái điều tra viên sơ cấp ở địa phương để mà đảm bảo lấy được những cái lời khai ban đầu của những cái vụ án gọi là điều tra hình sự, nó giảm thiểu đi những cái gánh nặng lên với các cái vụ án ở phía trên. Thì bên cạnh đó đó thì cũng có những cái ý kiến mà ông Tô Lâm nói rằng ở địa phương có khi phải bổ sung thêm, và công an ở địa phương cần phải sâu sát hơn nữa những cái việc nóng, những cái việc mà cộm ở trong cái địa phương, nắm cái tình hình của cái địa phương nó chắc hơn. Chứ còn trong thời gian qua đó thì người ta nói rằng là chòm sớm, hay là những cái người dân ở xung quanh thì họ lại biết chòm sớm của mình, họ biết được người thân của mình, họ biết là những việc xảy ra ở trong làng xã có khi là chắc hơn những người mà gọi là làm vấn đề an ninh trật tự ở địa phương. Công an địa phương, chính quyền địa phương có khi không biết, nhưng mà về đến dân, xuống dân hỏi thì ai cũng biết hết. Nhà xung quanh thì ai cũng hiểu, trong một chung một cái tổ dân phố thì họ biết rằng ở nhà chú Sáu, anh ba, cậu năm, dì bảy gì đó thì có cái thằng này là xì ke, thằng kia là nhúc xích, thằng nọ là từng ăn cắp ăn trộm, hay là nó quậy phá, nó băng nhóm, hay là nó làm nghề gì, rồi nó vợ con làm sao, gia cảnh như thế nào. Thật ra thì những cái người mà chồm sớm, những người địa phương mà gọi là cái người dân đó thì họ không nắm rất là vững. Chính vì vậy thì có lẽ rằng tới đây phía bên Bộ Công an cũng như là chính quyền của Việt Nam sẽ đã có những cách siết chặt về những cái vấn đề mà nắm thêm những cái thông tin để mà quản lý nó chặt hơn. Chứ cái vụ việc ở Đắk Lắk thì rõ ràng là sau cái vụ việc này còn rất là nhiều việc để mà người ta phải có những sự điều chỉnh để mà làm nó chặt chẽ hơn. Bởi vì một nhóm những cái người mà lên tới mấy chục người mà có thể là rỉ tai nhau, có thể là tập hợp lại với nhau, rồi có thể cùng xuất phát và cùng làm những cái mục tiêu giống nhau. Dĩ nhiên là có sự rủ rê, có sự phối hợp, có một sự tổ chức. Thì cái sự tổ chức là tại sao mà người ta làm trong một thời gian như vậy và đã làm cũng rất là manh động như vậy, nhưng mà ở nhiều cái địa phương người ta không biết. Thì cái vụ việc này chúng ta thấy rằng đó, nó sẽ được lôi ra ánh sáng, bởi vì bây giờ lên tới 70-80 người bị bắt,
chắc chắn là người ta phải khởi tố rồi, khởi tố cũng phải mấy chục cái quyết định khởi tố bị can rồi khởi tố vụ án, không thể là một tội được, có thể rất là nhiều tội. Theo như chúng tôi đoán thì ít nhất là có những cái tội như là tội giết người, tội gây rối, tội thí dụ như là chống công thi hành công vụ, tội bắt cóc, hay là tội mà coi như là quá phấy rối an ninh phá hoại gì đó, hàng loạt những cái tội đốt phá là cũng là hóa hoại, là hủy hoại tài sản, hay là thì tất cả những cái tội đó thì đều là những cái tội nặng, những cái tội mà ví dụ như tội giết người là có thể lên án tử hình chung thân rồi, chúng ta đã biết rồi. Thì có thể nói thêm một cái ý nữa đó là cái việc mà xử lý những cái phát ngôn bậy bạ của những người trong nước theo luật pháp của Việt Nam thì nó rất là dễ rồi. Tuy nhiên thì cái vụ việc này chúng ta thấy rằng thời gian vừa qua thì có những cái kênh YouTube hay là cái việc mà đưa ra những cái thông tin mà nó không đúng á, nó không có dựa trên mà thiếu những cái cơ sở, là những cái chương trình, hay nói đúng hơn là những kênh YouTube, những cái Facebook game, những cái trang mạng xã hội ở ngoài Việt Nam, những cái trang mà nó cứ ra rả, nó chửi Việt Nam hàng ngày hàng giờ và lung tung hết. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng có những cái kênh vẫn còn chưa bị đóng, hay là có những cái chương trình YouTube nó nói về vấn đề Đắk Lắk rất là ra rả, thí dụ như N10TV của Trương Huy, chúng tôi thấy rằng nó vẫn nói ra rả và nó đưa ra những cái thông tin khi mà mình nghe không vô luôn, và mình biết là nó bịa đặt, nó lý giải rồi nó dẫn chứng, nó nói lung tung sàng ngầu rồi nó suy diễn một cách rất là bậy bạ và không có một cái cơ sở gì thuyết phục hết. Tuy nhiên thì những cái kênh như vậy mà tại sao vẫn không chặn được ở trong Việt Nam và cứ để cho nó tiếp tục như vậy, thì không hiểu là cái luật an ninh mạng của Việt Nam thì chỉ xử lý những người trong nước thôi sao, hay là phải nếu mà tới tiến tới đó một cái bước là ngăn chặn thì sẽ ngăn chặn như thế nào, bởi vì đây là một cái vụ việc mà những người chống cộng ở hải ngoại nó họ rất là thích, hay là gọi là chống cộng cực đoan, thì họ nghĩ là những cái vụ việc nóng, những cái việc mà họ cho rằng làm là đấu tranh, hay là những việc mà liên quan tới tôn giáo, liên quan tới dân tộc, liên quan tới sắc tộc, liên quan tới dân chủ, vấn đề nhân quyền, liên quan đến những cái thứ như vậy đó, thì bên cạnh đó thì còn bây giờ sau này thì họ còn lợi dụng luôn những cái vấn đề mà tham nhũng rồi những cái vấn đề mà tồn tại trong xã hội về đất cát, đất đai gì đó, hàng loạt những thứ, và họ có thể kích hoạt, có thể xúi giục, họ có thể bơm thổi và nuôi nấng những cái kênh đài báo, những cái kênh YouTube để mà nó có cái lượng view, lượng sub lên cao để lùa những cái người vào, rồi cuối cùng thì đụng chuyện đúng lúc điểm nóng thì nó đứng dậy để kêu gọi lật đổ chính quyền Việt Nam và nó cài đặt trong đó để mà nó gieo rắc vào, để mà cho người ta phải đi nghe theo tụi nó để gia nhập vào tổ chức này tổ chức khác. Thì những cái chuyện đó là những cái chuyện rất là nguy hiểm nếu nhìn ở góc độ an ninh của Việt Nam, góc nhìn mà pháp luật của Việt Nam, thì nó sẽ nguy hiểm cho ai? Nguy hiểm cho những người mà họ nhẹ dạ cả tin, những cái người mà ở trong nước, những người nhiều khi họ ít học hoặc là họ kém những cái hiểu biết, họ chỉ nghe được tụi nó thôi, thì họ rất là dễ để mà lầm. Bằng chứng là chúng ta đã thấy rằng nhiều người đó cũng cứ nghĩ rằng là đi gia nhập vào cái tổ chức gì cũng đào minh quân rồi được chức vụ, được quyền hạn tỉnh trưởng, quận trưởng, thậm chí là lên tới thiếu tướng nữa, cho nên là nhiều người cứ mê mải rồi làm những cái chuyện mà ngu ngốc rồi dại dột để mà cuối cùng lãnh những cái bản án 10 năm, 8 năm, 17 năm, mười mấy năm, nó rất là vô lý. Trong khi mà những cái kẻ nó ra rả nó ngồi trên những cái kênh YouTube ở hải ngoại, nó mua mà cái trên mạng xã hội, nó vừa dốt mà nó vừa thiếu hiểu biết, nó nói cho đã cái miệng nó thôi, trong khi mình ở đây mình lại bị dính tù tội. Thì thiết nghĩ là ở góc độ quản lý, góc độ mà gọi là an ninh mạng, thì người ta cũng phải nên chặn những cái điều đó, không thể mà để cho nó thổi phồng những cái tiếng nói nó lên như vậy. Khỏi phòng tiếng nói nó lên như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Đó là cái điều mà chúng ta muốn trao đổi ngày hôm nay. Và cái vụ mà Đắk Lắk thì bây giờ nó cũng đã rõ rồi, càng lúc nó càng đã rõ. Và qua cái vụ này thì thiết nghĩ rằng ở phía bên Việt Nam chẳng những người ta không bưng bít thông tin, không có bưng bít thông tin, mà người ta còn công khai thông tin và công khai một cách rất là mạnh bạo nữa. Ví dụ như liên quan tới Đắk Lắk, liên quan như những vấn đề của fluoro, hay liên quan những vấn đề nóng ở các cái cao nguyên, thì có lẽ là nhiều năm nhiều tháng người ta cũng đã từng nghe vụ việc này vụ việc khác,
Tuy nhiên thì thông qua cái vụ việc lần này đó thì cũng có những ý kiến này họ nói là tại sao ngay khi mà xảy ra cái sự việc đốt phá ban đầu thì chính quyền lẽ ra không có nên cho báo chí, không nên phải công báo như vậy, cứ âm thầm mà đưa những cái lực lượng đến để mà trấn áp rồi bắt giữ rồi làm mọi thứ cho nó im ắng hết, rồi sau đó thì muốn thông tin thì thông tin, không thông tin thì cũng không sao, ở đó cũng không chả ai nói gì vụ việc. Nhưng mà ngược lại thì cái vụ việc này chính là phía bên cơ quan chức năng của Việt Nam, báo chí của Việt Nam đã chủ động ban đầu là những cái sự việc gì xảy ra và người ta nói ngay lập tức, và người ta nói một cách đầy đủ, nói một cách toàn diện và người ta nói một cách liên tục. Và đến ngày hôm nay thì phải nói là nó thừa thông tin, nó bội thực về cái thông tin, nó quá nhiều luôn chứ không phải là ít. Trong khi đó thí dụ như người ta nói nhiều về bên Trung Quốc hay những bên Tân Cương vấn đề Ngô Di Ngô Nhĩ gì đó đủ thứ chuyện hết, Trung Quốc là bưng bít thông tin này, ém nhẹm thông tin kia, ngay cả vụ Thiên An Môn người ta nói là không cho thông tin báo chí chặn đứng đó. Thì một chính quyền người ta vẫn có thể làm được cái chuyện đó, người ta cấm báo chí trong nước thì dễ rồi, nó cấm luôn báo chí nước ngoài, cấm là tất cả mọi thứ, không cho nói đề tài này, không nói đề cả, không đề cập cái đề tài nọ. Nhưng mà ở Việt Nam không có làm như vậy. Rõ ràng là trong cái vụ việc này người ta đã chủ động thông tin, chủ động thông tin khi mà nói lên như vậy. Thà là nói cái sự việc ở trong nước nó có cái gì nó xảy ra ở vụ nào, có vụ giết người, có vụ bắn giết, có cái vụ mà xảy ra bạo lực hay là bạo loạn đi nữa, người ta cũng nói cái cuộc biểu tình, cái cuộc xuống đường, cái cuộc đốt phá thì phải nói để cho những người dân người ta biết và người dân có được quyền tiếp cận các cái thông tin. Và sau khi mà người ta tiếp cận, người ta nhìn nhận ra cái vấn đề đó, thậm chí là những cái người mà tội phạm hay tình nghi tội phạm đó còn bị người dân Việt Nam người ta chỉ trích. Dĩ nhiên là người ta chỉ trích là đúng rồi, bởi vì cái cuộc sống hiện nay đó ai cũng muốn là nó yên ổn, ai cũng muốn để cho làm ăn, ai cũng muốn cho kiếm tiền chứ không phải ai muốn kiếm chuyện. Người ta muốn để mà gia đình người ta, con cái người ta nó thoải mái, nó an lành, chứ không phải là đi ra bên ngoài thì tự nhiên có một kẻ nổ súng, một kẻ nó gây ra, nó chặn đường, nó bắt, nó làm con tin, rồi thậm chí là nó sát hại. Hoặc là những quan chức, những cái chính quyền cũng vậy, nhân viên nhà nước người ta cũng muốn làm ổn định, nó muốn phục vụ những người dân, chứ đâu phải người ta muốn là ngồi ở trong đó là tự nhiên có một kẻ nó xông vào, nó đốt phá, nó làm đủ thứ chuyện hết, nó gây ra những cái bất an. Và những bất an này là nó đang phá hoại cái tiến trình phát triển của xã hội, cái phát triển và cái thịnh vượng của Việt Nam, bởi vì nó đang gây ra những cái tiếng xấu. Nhưng mà phía Việt Nam người ta không bưng bít, người ta sẵn sàng đưa ra những cái thông tin và sẵn sàng cập nhật những cái thông tin đó hàng ngày, và người ta bắt giữ bao nhiêu người, người ta vẫn nói. Những người bắt giữ, có người nào bắt giữ mà không có nói hay không? Số lượng rất là rõ như vậy. Người dân, những người nào đã bị bắt giữ mà không có được nói đâu. Chắc chắn rồi. Đây là cái điều rất là rõ ràng. Ngay cả nhiều nước khác có khi là viện về an ninh người ta còn không báo cho việc bắt giữ nữa. Nhưng mà Việt Nam người ta vẫn báo. Cho nên đó là cái điều rất là đặc biệt. Liên quan đến vấn đề Đắk Lắk thì có quá nhiều các thông tin đi. Nhưng mà hôm nay chúng ta muốn chia sẻ ở một góc độ đó thôi. Một góc độ là phía bên chính quyền của Việt Nam lẽ ra cần thêm những cái biện pháp nặng tay hơn nữa đối với cái việc mà ngăn chặn các cái thông tin, những cái thông tin gọi là độc hại, những thông tin mà của những cái kẻ làm YouTube hay làm truyền thông, gọi là truyền thông cùi ở hải ngoại đó, nó lợi dụng cái vụ việc này để mà nó kiếm ăn, rồi nó ra rả, có khi nó qua cái vụ việc này để mà kích động bạo lực, kích động người dân xuống đường, kích động lật đổ cộng sản, kích động để mà chống phá chính quyền, và nó xúi người ta để mà đi vào những cái đường mà đường tội phạm. Đó mới là cái điều đáng nói và cần có những cái sự xử lý nặng nề, sự nặng hơn, dứt khoát hơn. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, và chúng ta xin trở lại trong một chương trình tới. Xin kính chào.